Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và sau đây là bản tin Phương Vi sinh con gái đầu lòng. Nữ ca sĩ đã sinh con khỏe mạnh sau gần một ngày nhập viện. Con gái của thần tượng âm nhạc năm 2007 ra đời lúc 8:30 sáng nay, ngày 30 tháng 4. Cô sinh thường và ông xã của cô cho biết tình hình sức khỏe của hai mẹ con đều rất ổn. Bé được bố đặt tên là Alani và tên gọi thân mật ở nhà là Guru. Sean Tracy, ông xã của Phương Vi giải thích, Alani có nghĩa là Great Queen in Hawaii, nữ hoàng xinh đẹp ở Hawaii, còn Guru là một từ tiếng Nhật để chỉ những lọn tóc xoăn. Vợ chồng Phương Vi gọi con là Guru vì bé cũng có tóc xoăn giống bố. Phương Vi nhập viện từ chiều qua. Trước giờ sinh, nữ ca sĩ đã đăng tấm ảnh cô nằm trong phòng chờ, ông xã ngồi bên cạnh. Cô viết, tự hỏi lòng sao người mẹ lại có thể làm chuyện này tới 3 lần trong đời lận vậy. Người mẹ lùn vĩ đại của tôi, đau muốn hét lòi lưỡi gà, muốn nhéo bầm tím bắp vế chồng, chuẩn bị chiến đấu, mẹ ơi thương mẹ lắm lắm. Rất đông bạn bè, người thân và khán giả vào động viên, chúc Phương Vi mẹ tròn con vuông. Phương Vi làm đám cưới với bạn trai ngoại quốc Shin Chelsea tại bãi biển Phan Thiết hồi tháng 3 năm 2015. Đám cưới bí mật của cặp đôi diễn ra ấm cúng lãng mạn với sự chứng kiến của khoảng 50 khách mời là gia đình và bạn bè thân thiết. Trước đó, vợ chồng Phương Vi đã có gần 3 năm tìm hiểu. Nữ ca sĩ cũng chưa một lần hé lộ về người đàn ông của cuộc đời mình. Dẫu vậy, thi thoảng anh vẫn thắp tùng cô trong một số chương trình. Nửa năm trước, báo chí nhận thấy Phương Vi xuất hiện trong một số chương trình với vóc dáng béo lên trông thấy. Nhiều người đặt câu hỏi về việc cô có bầu hay không, nhưng cô hoàn toàn im lặng. Trước lý do cô đưa ra cho việc giữ kín thông tin về em bé là vì nó riêng tư quá. Nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định công khai chuyện này vì giữa muôn vàn những bản tin đồn đã làm cho cuộc đời chung quanh xám xịt sầu thảm vì những chuyện tình lâm ly bi đát. Có khi, mình nên chia sẻ để mang tí màu hồng vào cuộc sống, dù chỉ xíu xíu hồng thôi. Mong rằng hạnh phúc thật sự sẽ được lan tỏa. Mong rằng tất cả các chị em gái mình ai cũng sẽ được hạnh phúc, được yêu thương và ai cũng sẽ là người phụ nữ may mắn. Lúc thai nhi được 5 tháng, vợ chồng Phương Vi chia sẻ đoạn video đi bệnh viện siêu âm. Hai người có những trao đổi ngắn, giản đơn nhưng rất ấm áp và dễ thương. Họ đều cảm thấy vô cùng háo hức và hạnh phúc khi sắp được lên trước bố mẹ. Phương Vi đã khóc nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh bào thai trên màn hình siêu âm. Sau khi khám xong, cô đã thốt lên "So amazing, tuyệt vời" để diễn tả cảm giác của mình. Chồng cô cũng không giấu được sự phấn khích khi sắp được làm bố. Anh nói, tôi sẽ là một người bố tốt và người anh tưởng tượng đến lúc sẽ được nói với con rằng, này con, ngồi xuống đó đi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.